Xin chào các bạn, trong nội dung này chúng ta sẽ chuyển sang cái phần mới ở trong ngôn ngữ lập trình C, đó chính là cái phần mà thao tác với file. Chúng ta sẽ thực hiện tìm hiểu về cái việc ghi thông tin ra file, đọc thông tin từ file. Đấy, hai cái thao tác chính đây rồi. Còn cái việc cụ thể chi tiết mà nó đọc và ghi như thế nào thì các bạn tìm hiểu trong cái môn hệ điều hành hoặc là tự tìm hiểu thêm ở trên cái Google nha. Ok, thì cái hệ điều hành nó hỗ trợ một cái thao tác đó là đọc và ghi dữ liệu thao tác với file. Thì cái chương trình C nó cũng định nghĩa ra cái cấu trúc để cho phép chúng ta kết nối với cái dịch vụ của hệ điều hành để thao tác file thông qua cái chương trình ngôn ngữ lập trình. Chúng ta sẽ tìm hiểu qua một số những cái thông tin như sau. Đầu tiên thì để biết là cái file đấy nó ở đâu ấy thì chúng ta mới có thể thao tác đọc và ghi được, thì chúng ta sẽ phải biết được cái đường dẫn đến cái file đấy. Bây giờ nếu như các bạn chưa biết là cái đường dẫn hoặc cái vị trí của một cái file nó để chỗ nào, để cái đường dẫn nó đến như thế nào, thì chúng ta sẽ tìm hiểu cùng với mình. Đấy, đấy nhá. Đầu tiên, giả sử là mình sẽ thao tác ở đây, mình tạo ra cái file bất kỳ ở một cái vị trí mình muốn lưu trữ. Đấy. Sau đó thì để biết được cụ thể là cái file đấy nó đường dẫn như thế nào thì chúng ta sẽ chuột phải vào. Đấy, chọn Property. Sau đó này nhìn thấy cái phần ở chỗ Location thì đây chính là cái đường dẫn. Đấy, đường dẫn đến cái vị trí chứa cái file này. Ok, và chúng ta sẽ copy lại. Đó, đây chính là cái thao tác là chúng ta để cái này gọi là lấy được cái đường dẫn. Rồi. Đây, paste vào đây. Sau đó, sau khi lấy được đường dẫn rồi thì chúng ta phải chỉ đích danh là cái file nào sẽ được thao tác. Ok, thì giả sử là mình sẽ thao tác với một cái file tên là kq.xyz. Đấy, thì chúng ta sẽ phải ghi vào trong cái chỗ này, đó là sược tiếp, đó là kq.xyz như thế này. Đấy, thì đây chính là cái đường dẫn. Và ở trong ngôn ngữ lập trình C thì mình đã giới thiệu các bạn ngay từ đầu, đó là nếu chúng ta sử dụng cái escape sequence, tức là những cái ký tự mà có chức năng đặc biệt, thì nếu như muốn biểu diễn được cái dấu sược này thì phải thao tác như thế nào. Các bạn nhớ lại một chút đấy, thì nếu như muốn biểu diễn cái ký tự này đó, thì chúng ta sẽ phải là để nó như thế này đấy, phải như thế này. Nếu như để trong cái ký tự thì nó phải như thế này. Ok, đây. Đó, cách thứ hai đó là nếu chúng ta không muốn đây không muốn sử dụng cái dấu sổ riêng từ trái của phải này thì chúng ta sử dụng một cái dấu sược ngược này. Ok, đây dấu ngược này và một cái dấu ngược nữa. Đây, thì đây là hai cái cách mà chúng ta sẽ chỉ cái đường dẫn đến cái file mà sẽ được thao tác. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng lại cái cấu trúc Person. Đây, cấu trúc person mình thêm vào cái thuộc tính ID vào đây. Ok, cho thêm một cái ID vào. Thì nó có cái thông tin là mã, first name, last name và tuổi. Và đây, để mà thao tác được với một file thì chúng ta lại phải cần đến đó là chúng ta mở cái file đấy ra. Sau đó chúng ta thao tác đọc ghi update xong thì phải khóa cửa lại, giống như kiểu là về nhà khi chúng ta ngủ, chúng ta ăn uống các thứ sinh hoạt xong chúng ta ra khỏi nhà đi làm, chúng ta sẽ phải khóa cửa lại. Đấy. Thì trong file này cũng thế, chúng ta cũng phải đóng cái file lại, tức là thao tác xong thì đóng lại. Như vậy tóm lại để thao tác cái file các bạn cần phải biết một số những cái thứ. Thứ nhất đó là cái file đấy ở vị trí nào. Đấy, thì phải lấy được cái đường dẫn đến cái file đấy ra. Thứ hai đó là chúng ta phải mở được cái file đấy ra thì mới thao tác được. Thao tác xong thì chúng ta phải đóng cái file đấy lại. Đó, ok. Và bây giờ cái thao tác mở file thì rất là đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng cái cấu trúc file và định nghĩa sẵn ở trong cái etio.h. Và để biết là cụ thể cái cấu trúc file này nó định nghĩa như thế nào, các bạn ấn Ctrl cộng với cái việc di chuột lên cái file này này. Đấy. Đây. Ok, kích một cái thì các bạn thấy là cái ID nó sẽ dẫn chúng ta đến cái chỗ cái struct file. Ok, đây chính là cái struct file này. Đó, cụ thể như này, các bạn có thể Google đi biết thêm chi tiết nha, mình chỉ hướng dẫn các bạn đến đây thôi. Rồi quay trở lại, chúng ta mở file ra, sau đó chúng ta thao tác, chúng ta đóng file. Ok, mở file thì như thế nào? Thì đơn giản, cái thằng fin
cái app ao này đều là con trỏ, bởi vì thao tác thông qua cái con trỏ. Trong cái việc đọc và ghi file thì các bạn tưởng tượng như là một cái việc đọc và cái ghi này, thì cái lúc mà đọc và ghi thì giống như kiểu là cái ngòi bút ấy. Cái ngòi bút của chúng ta nó sẽ là cái giống như cái con trỏ file này, chúng ta đưa nó đi đến đâu đấy ở trong file thì nó sẽ đi đến đấy. Thế là cái việc sử dụng ở đây phải là sử dụng con trỏ, không phải là sử dụng cái biến bình thường nha, nhớ nha. Các bạn cứ tưởng tượng cái con trỏ để đọc và ghi file nó giống như cái ngòi bút của chúng ta vậy, hoặc là cái máy scan. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở, thì để mở chúng ta sẽ dùng tên của nó, f in chẳng hạn, f in sẽ bằng f open. Mở cái file đó là ở trong này có hai tham số. Tham số đầu tiên chính là location, chính là cái này. Ok, các bạn có thể sử dụng một trong hai cái đường dẫn mà mình vừa để giới thiệu các bạn. Cái tham số thứ hai chính là cái chế độ. Chế độ này có rất là nhiều chế độ, ví dụ chế độ ghi này, thì nếu như là như thế này thì sẽ là mở cái file đấy ra, nếu như nó đã tồn tại thì sẽ xóa toàn bộ dữ liệu. Đấy. Nếu như thế này thì là không xóa dữ liệu, nhưng mà nếu ghi thông tin vào thì sẽ dữ liệu cũ trong đấy sẽ bị override, tức là bị ghi đè. Còn nếu như chúng ta muốn đọc thì sẽ là như này, chỉ cái này chỉ đọc thôi nha. Cái này thì sẽ cho phép cả đọc cả ghi này. Đấy. Còn nếu chúng ta không muốn làm thay đổi thông tin ở trong file, tức là muốn thêm vào nhưng không thay đổi thông tin trong file, thì có thể thêm vào cuối file, thì nó có chế độ append hoặc là append cộng đấy, a hoặc a cộng. Đấy. Như vậy thì có ba cái thao tác mà chúng ta cần lưu ý ở đây, đó là thao tác đọc, thao tác ghi và thao tác ghi vào cuối. Đấy, nếu như có thêm dấu cộng ở cuối thì nó giống tưởng tượng dễ thôi, giống như iPhone 8 8 Plus hay là iPhone về sau là có những cái thoại X hay X Plus gì đấy thì cũng tương tự như thế. Thì cái thằng Plus tức là thằng mở rộng. Ok. Bây giờ thì chúng ta cũng giống như nó. Bây giờ chúng ta mở ra một cái file. Ok, ghi thôi. Đấy. Thì cái này là mở ra để ghi, thì bây giờ mình sẽ cho cái thằng là fout file for output. Sau khi mở cái file ra thì chúng ta sẽ phải kiểm tra cho nó cái con trỏ file này có mở được file không. Nếu như mở được file thì nó sẽ cái con trỏ file khác luôn. Đấy, khác luôn thì chúng ta mới thao tác được, tức là cái file đấy ok, nó ở đấy nó tồn tại, tao mở được nó ra rồi, bây giờ mày muốn làm gì tao thì làm đi. Đấy. Còn nếu như nó không tồn tại, nó là thằng null thì trong nó rỗng chẳng có cái quái gì cả, nên chúng ta không thể thao tác gì. Đấy, cho nên chúng ta không không thể thao tác một cái thành phần null. Nếu cái thằng fout khác với null, ok thì ta sẽ thực hiện đó là gọi đến cái hàm đó là get user input, truyền vào một cái fout. Sau đó là đóng cái file lại, tức là thao tác ghi thông tin ra file xong đóng file lấy lại, f close, đây chính là thao tác đóng file. Đóng file thì đóng cái thằng fout đây, đóng lại cái này là đóng file. Đấy, cái này là thao tác ghi file, nhớ nha, vkép là viết tắt của write, tức là ghi. Đấy, thì các bạn muốn ghi file thì các bạn có thể dùng vkép hoặc vkép cộng. Nếu như dùng vkép thì là thông tin có trong cái file đấy, nếu file đấy đã tồn tại thì nó sẽ hủy toàn bộ thông tin. Nếu như file đấy chưa tồn tại, nó sẽ tự động nó tạo ra một cái file mới. Ok. Đây. Bây giờ nếu như các bạn không tin là nó tạo ra một cái file mới, thì bây giờ mình ra này xóa bỏ những cái file này đi. Bây giờ nhá, hoàn toàn trống này, không có cái file kq.xyz nào màn hình. Bây giờ sẽ chạy. Thì bây giờ chương trình nó tự tạo ra một cái file kq.xyz này. Okay. Và cái việc đôi file này là các bạn tùy chọn, có thể là .doc, .pdf, .txt, chấm cái gì gì mặc kệ các bạn. Ok, rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta gọi đến cái hàm get user input. Ok, vào đây á thì sẽ có thể là thao tác nhập dữ liệu từ bàn phím vào này, sau đó ghi vào file. Ok, rất là dễ với cái chương trình do chúng ta viết ra, nên là chúng ta muốn thế nào cũng được, nhưng mà nên tuân theo một số những cái quy chuẩn. Ở đây thì các bạn sẽ phải dùng đến cái kỹ năng cấp phát động. Nếu chưa hiểu cấp phát động thì các bạn có thể quay lại bài trước để xem nha. Ok. Và bây giờ thì sử dụng cái thông tin của person nhập nó vào, và cái thằng ID á, thì giả sử là chứng minh thư của mỗi một người, hoặc cái căn cước công dân, hoặc là passport, thì chúng ta chỉ mỗi người chỉ có duy nhất một
cái mã đấy. Cho nên là chúng ta sẽ cho nó auto increment. Đấy. Đây, sẽ gán tự động tăng. Và sau đó thì chúng ta sẽ yêu cầu người ta nhập vào, và đến khi người ta lựa chọn thoát thì thôi, thì chúng ta sẽ là while cho này là while true. Đấy, hoặc là bây giờ chúng ta mới học ngôn ngữ lập trình ấy, thì không biết while true là cái quái gì ấy, thì chúng ta cho nó đơn giản thôi, while một. Đấy. Thì cái thao tác này nó tương đương với cái việc đó là lặp vô hạn. Đấy, việc lặp vô hạn thì sẽ phải có một cái điểm dừng. Đấy, điểm dừng để làm cái gì? Để cho phép người dùng thoát khỏi cái lặp. Nếu không thì chương trình cứ lặp vô hạn, lặp đến khi nào mà cái chương trình cái máy tính chúng ta tắt thì nó mới kết thúc. Ok, thì chúng ta sẽ phải có cái điểm dừng, thì ở đây có một cái biến đánh dấu để xác định khi nào dừng. Try. Ok, mình sẽ gắn bằng zero. Sau đó thì chúng ta sẽ bảo người dùng nhập vào dữ liệu. Put S. Ok. Enter your first name này, last name, tuổi, hai chấm. Đấy, sau đó là F address scan, F nhập vào, nhập ở đây ấy. Thì chúng ta sẽ nhập vào first name, last name và tuổi. Cái thành phần này thì sẽ cách nhau bởi một dấu cách, ok? Bởi vì tên, họ và tuổi thì các bạn chỉ nhập tên thôi, không có nhập thêm đệm cái gì vào đâu, chỉ first name, last name và tuổi. Thì sẽ là phần trăm s phần trăm s phần trăm d và p chấm first name tiếp p chấm last name tiếp dấu và p chấm tuổi. Có biết các bạn có biết là tại sao ở chỗ này lại cái dấu p trong first name và last name lại không cần dấu và? Bởi vì đơn giản đây là cái nó sẵn là con trỏ rồi, thế nên nó không cần phải dấu và. Với mảng của con trỏ thì nhập trực tiếp như này không cần dấu vàng. Còn nếu như các bạn sử dụng cái không phải là con trỏ, bởi vì thằng tuổi này này nó không phải là kiểu con trỏ, đây trên này nó không phải kiểu con trỏ, nên là chúng ta sẽ phải truyền thêm cái dấu vào trước này. Rồi xong cái nhập xong thì sẽ ghi dữ liệu vào file đúng không? Để ghi dữ liệu ra màn hình, hiển thị lên màn hình ấy, thì chúng ta sử dụng đó là prenet. Như vậy ghi dữ liệu vào file đơn giản chỉ cần thêm chữ F vào đằng trước nó, tức là fprint F. Đấy. Thế lúc này nó sẽ có 3 tham số. Tham số đầu tiên đó chính là cái con trỏ để ghi file. Tham số thứ hai là những cái định dạng, cái thứ tự chúng ta ghi vào file. Ví dụ chúng ta ghi vào là đầu tiên là 5 cái vị trí này cho một cái số ID, dành cho 10 cái vị trí để cho một cái first name, dành ra 10 cái vị trí cho cái last name, và dành ra tiếp 5 cái vị trí cho cái thằng tuổi, và cuối cùng thì chúng ta sẽ xuống dòng. Đấy, tham số thứ ba là những cái tương ứng p chấm id, p chấm first name, p chấm last name và cuối cùng p chấm tuổi. Đó, cái này là chính là ghi thông tin ra file. Sau khi ghi ra file thì chúng ta sẽ put s thông báo cho người ta đó là tiếp tục không, tiếp tục thì continue thì ấn press 1. Đấy. Exit. Muốn xóa à, muốn muốn thoát không? À, nếu thoát thì press 0. Đấy, yêu cầu người ta nhập vào. Sau đó chúng ta scan F. Đây là phần trăm D. Chỗ này là cái choice. Chữ này là chữ C. Join. Ok. Rồi, chỗ tiếp bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra nếu cái thằng join của chúng ta ấy, join của chúng ta mà bằng bằng một đấy thì chúng ta tiếp tục, còn nếu không thì break. Ok, thì sẽ là if join, tức là người ta lựa chọn tiếp tục thì tiếp tục, còn nếu không thì sẽ break, thì sẽ thoát khỏi cái vòng lặp của chúng ta. Thì cái việc lặp này sẽ cho phép chúng ta đó là nhập vào bao nhiêu dữ liệu là tùy ý. À, thoát, cái này là thoát.
Đây, hai cái chỗ này là hoàn toàn khác nhau, tách nó ra. Đây, không có cái gì thì chúng ta sẽ à đây, thiếu cái dấu phẩy. Ok, rồi, bây giờ chúng ta nhập dữ liệu vào file nha. Nhập vào thì sẽ là họ, tuổi, tiếp tục nhập thêm Hoàng, Nguyễn, tiếp tục nhập thêm Hoa, tiếp tục nhập thêm Nam, tiếp tục nhập một người nữa. Để 24 đi. Rồi, ấn 0. Đấy, chương trình nó thoát. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem là dữ liệu chúng ta đã có trong cái file này chưa. Đây, đây chính là cái dữ liệu là vừa nhập xong. Ok. Và các bạn thấy này, nó ghi theo một cái định dạng khá là đẹp đúng không nào? Đấy, thì đây chính là cái chỗ này. Đây. Bây giờ mình giới thiệu các bạn thì mình cũng nói luôn đấy là khi mà ghi ra file thì các bạn nên ghi theo một cái định dạng cụ thể để sau này nhìn cái file nó vừa rõ ràng, thứ hai là khi là đọc vào thì không sợ bị lẫn thông tin. Đấy, thì mình dành ra 5 cái vị trí để in ra số nguyên này. Đây, dành ra 5 cái vị trí đầu tiên để in ra cái số nguyên ID. Ở đây, quên. Cái ID này là nó bị trùng nhau, nhưng mà không sao. Bây giờ chúng ta cho nó vào trong này. X. Paste rồi đây. Ok, đây. Dành ra 5 cái vị trí đầu tiên để in ra ID này. Đây, đó, phần trăm 5D này. Phần trăm 10S tiếp theo là dành cho vị trí in được cái này. 10S tiếp theo là dành cho in cái này. 5D cuối cùng là in ra tuổi. Đấy. Ok, cái ID này muốn cho nó tăng thì phải cho vào Y nha, không lẽ mình quên, nhưng mà không sao cả, các bạn cho ném nó vào đây. Rồi, bây giờ mình sẽ tiết kiệm thời gian cho các bạn thì không chạy lại nữa, kệ nó thế này. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần thứ hai, đó là đọc dữ liệu từ cái file này ra. Do là lúc ở đầu là mình đã ghi nó vào theo cái định dạng như thế này. Đó, nên bây giờ mình đọc ra rất là đơn giản, thì mình sẽ đọc ra y hệt như này. Ok. Cái này là void read file. Thì mình sẽ truyền ra một cái file fin. Ok. Mình cứ để ra đây đã. Rồi, ok, chỗ này là copy tương tự như thế này. Do là chúng ta đã ghi thành công rồi, cho nên là cái việc ghi này sẽ bỏ qua. Đó, ok. Và bây giờ sẽ đọc thì cái này sẽ là F in. Và cái này chính là cái dùng để đọc thì cái này là R. Ok. Và bây giờ thì cái này này sẽ không phải là get nữa mà chỗ này là read. Đó, cái này là F in. Chỗ này là không phải là F out mà là F in. Chỗ này là F in. Ok, đóng file lại. Cái này là ta tác đọc. Ok. Rồi, đọc file thì gọi đến chỗ trong này. Ở trong này thì cái việc đọc ra nó cũng đơn giản thôi. Nó sẽ lặp vô hạn đến khi nào mà kết thúc cái file ấy thì thôi, tức là đọc từ đầu đến cuối cái file. Thì ta sẽ lặp while. Đó là while khác cái thằng FLOF, tức là khi mà chưa đọc đến cuối file, FLOF, LOF tức là end of file. Ok, thì đây là con trỏ thao tác. Đấy. khi chưa đọc đến cuối file thì chúng ta sẽ truyền cái thằng này F in vào đây. Thì chúng ta sẽ đọc, ok, thì là F scan F viết vào đây. Đấy, tương ứng là P chấm. Đây, copy lại trên này nữa đi. Ctrl C. Ném nó xuống đây. Nó person này. Thì chúng ta sẽ là p.id. Tiếp p.first name. p.last name.
cuối cùng p chấm tuổi. Thì ở đây có hai cái dấu và, cái dấu và chỗ này và chỗ dấu và đây đấy. Rồi đọc ra rồi thì chúng ta sẽ ném nó ra. Ok, thì cái này sẽ là print, copy y hệt như cái này, chân C. Cái này có thể tái sử dụng lại, bỏ cái F này đi, in ra màn hình. Đấy, thì chỉ cần hai cụm này thôi. Đó, rồi. Đấy, cái này thì đơn giản này thôi. Và xong ấy thì chỗ này thì cho lên một cái nữa là put S. Đây là user info, thông tin của người người dùng ấy. Các bạn signer chứ dưới này thì cũng put cho nó một cái put s 23 đăng. Rồi coi có cái lỗi gì không. Ngoài khác à, đây đây đây, chuyên gia copy paste rất là nguy hiểm đây. Tức là copy paste thì gõ gì phải lưu ý đấy. Rồi nó bảo là cái f scan, à đây cái này thiếu cái f in có ba tham số đấy. Chúng ta cứ bình tĩnh, mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Rồi bây giờ không còn lỗi nữa, bây giờ chúng ta đọc cái dữ liệu từ file ra. Đây user info của mình đây. Đấy, đây là tất cả dữ liệu có trong cái file của mình. Ok, và bây giờ mình muốn ghi thêm mới cái dữ liệu vào trong cái file thì bây giờ nó trong này là một số cái thông tin, ví dụ bây giờ mình cho sẽ ID tăng trước, sau đó là mình gán đấy. Thì bây giờ mình sẽ update cái file của mình và sau đó là mình đọc dữ liệu ra. Đây cái này đi. Đấy, bây giờ mình sẽ update. Cái này thì mình sẽ dùng A. Update đi. Như thế này không sao cả, cứ cho vào cuối file đi. Rồi. Ok. Thêm vào cuối file. Tên là một cái người nào lạ lạ đi, tên là Quang. Ở 29 tuổi đi. Rồi, thêm một người nữa. Hùng Nguyễn 22 tuổi. Rồi, không. Đấy. Thì hai cái người cuối cùng mình cho nó vào đây. Đấy, thì đây này. Ok. Đấy. Thì cái thằng này là nó đọc cái thằng này bị lặp, còn ở trong file của chúng ta. Đây, trong file của chúng ta này thì là đây. Đấy, các bạn để ý này. Cái thằng này là nó khi mà đọc thì nó bị lặp này. Cái này chúng ta thêm một người nữa. Hoàng Trần 20. Không. Đấy. Thì cái người cuối cùng của chúng ta này nó lại bị lặp. Đó. Thì để xử lý cái chỗ lặp này ấy. Ok. Thì ở đây trong này chúng ta sẽ khác cái này. Cái này nó cứ đọc này, tức là đọc đến tận cái thằng LF nữa. Copy này cho cái thằng này. Cái chuẩn x đi. Rồi if khác FEOF của thằng FIN thì chúng ta mới paste vào đây. Đấy, bởi vì nó vẫn đọc đến tận cái con trỏ cuối file mà. Nên là cái này thì chúng ta sẽ chạy cái nữa, thêm một cái người nữa. Tên là Tùng Trần 26. Không. Đấy, thì lúc này cái việc đọc ra nó không bị lặp nữa. Ok. Rồi, đây chỉ là cái kỹ xảo thôi. Và cái nội dung của cái bài này thì mình đã hướng dẫn các bạn cũng khá là dài. Ok, các bạn chịu khó theo dõi nha. Và chúng ta đã thực hiện cái thao tác đọc ra file này, ghi file này, tìm hiểu về cái việc đó là cái lấy cái đường dẫn của một file như thế nào,
Đấy, rồi những cái cú pháp mà chúng ta có thể sử dụng khi mà chúng ta thao tác với file, đó là chúng ta có thể đọc file, chúng ta có thể ghi file. Đấy, đọc, ghi, update. Đấy, ok. Cụ thể chi tiết hơn thì các bạn vào cái chương thứ 11 của cái cuốn The Detail C How to Program. Ok, nội dung bài này đến đây kết thúc. Xin chào.